với trận thi đấu thứ hai. Đây là màn hình máy của Tiểu Bạch Long. Vâng, thế này anh không phải, đây là Tôm cầm Egypt ngoài cánh. Vâng, bên phía của Hà Nội lại có một AC và dường như lại là Hoàng Mai Nhi. Ia Lady Aga. Và đây là máy của game thủ Hoàng Lan, không có máy của Việt BM. Greg Trang. Vâng, phô ngon. Chúng ta sẽ đến với Tiểu Bạch Long. Vâng, Tiểu Bạch Long cầm Ia cho son AC Summer Ia. Vâng, AC là của Tutti. Như vậy là quân trận này khá cân. Không, chúng ta phải chờ xem quân của Việt đã. Vâng, chờ xem Việt cầm quân gì. Vâng, Việt Babylon. Như vậy bên phía Thái Bình đẹp hơn trận này. Sắp xếp bài thì cũng khá là được. Vâng, dám mà Việt thay chỗ của Tôm thì đẹp quá. Nhưng không sao, cũng dù sao có một cung của Phonesia ở ngoài cánh rồi. Còn đây là có một chém IA của Tiểu Bạch Long cũng ở ngoài cánh. Và có lẽ là Tiểu Bạch Long sẽ đánh chém công hiến cho Việt BM. Việt BM là người hiện tại trong team Thái Bình là người phát triển tay to nhất team Thái Bình. Không phải Tiểu Bạch Long, không phải Hoàng Lam mà chính là Việt BM. Còn người chém hay nhất có lẽ là Tôm. Vâng, cái khả năng bán máu của Tôm thì được công nhận từ rất lâu rồi. Vâng, bán máu cho đồng đội thì rõ ràng Tôm là một người đứng hàng đầu trong tập thể các anh em Thái Bình. Trong mỗi một đội hình thì phải gồm có những người chắc nhà và phải gồm có những người sẵn sàng bán máu cho đồng đội. Vâng, ở Thái Bình thì Tôm là người bán máu tốt nhất, sau đó đến Việt. Còn ở team Trường Phát thì có lẽ là Meo Meo là người bán máu, gọi là bán anh hiến máu hết luôn. KD cũng vậy, tất cả cống hiến cho những game thủ còn lại. Yugi bán chim hay thiên mệnh. Team Hà Nội thì Tuti và Gunny là hai người quá thừa máu, vì vậy các anh liên tiếp mà đem cho không, không cần phải bán, cho luôn máu. Còn nói đến Game TV thì có lẽ bây giờ Chim Sẻ đang là người bán máu ác nhất. Vâng, Chim Sẻ và Cường BG. 9X và X-Men là những người có thể cầm trịch trận đấu. Quay trở lại với màn hình của Tiểu Bạch Long. Một voi, một hiêu 4, một bãi quả phụ. Vâng, hai hiêu rồi. Có cả một bầy hiêu nữa cạnh với cánh rừng thông. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Tiểu Bạch Long thi đấu trận IA như thế nào. Trận này men chém phú được Việt BM trong cánh hoàn toàn để to khủng khiếp luôn. Việt là người phát triển tay to vô đối. Nhưng nói về cầm cung trong cánh thì chưa biết thế nào. Vâng, có rất nhiều game thủ cầm cung trong cánh và cũng to vô đối luôn. Cứ gặp phải cái bài ngon nghẻ mà cầm cung tuyển trong cánh thì phải nói rằng là việc tăng tham sẽ là chuyện bình thường. Vâng, tăng khủng khiếp luôn. Cứ 5-6 nhà BA các anh chảy đều, sau đó lên đều nhà BA thì không ai đỡ nổi. Gặp phải một bài chuẩn, bài đẹp, mọi điều đều có thể xảy ra. Vâng, đây sẽ là chiếc nhà BG thứ hai của Tiểu Bạch Long. Cắt dần rất hợp lý. Vâng, hợp thì thường đi cùng với Lý. Thêm một chiếc nhà BE nữa. Vàng thì cạnh với chiếc mét đầu luôn. Tiểu Bạch Long rất tiết kiệm. Đúng là dân quê lúa. Cắt dân ra. Làm một nháy gì đây? Ăn hiêu ở gần với cánh rừng này. Mặc dù hiêu này xấu hơn bãi hiêu to, nhưng sẽ ăn. Bởi vì nó cạnh với cánh rừng, ăn được cả gỗ luôn. Nếu có thiếu gỗ thì ta làm một nháy, hoặc là sẽ là đây sẽ là địa điểm đóng nhà BL luôn, hướng lên góc 12 giờ. Vâng, hơi khó chỉ. Bảy hiêu 4 của Tiểu Bạch Long. 25 cân anh ngừng xin dân và chuyển đổi kích đời. Kích 8 tròn, 25 dân. Lùa thêm những con hiêu về nhà chính nhà mình. Chúng ta cùng chờ đợi xem Tiểu Bạch Long sẽ kích cả 10 bao nhiêu. Ra các dự là 13x. Donna E. Rogan.
Vậy là ở 10 phút 21 thì Tiểu Bạch Long đã kích em đầy 3 với 25 dân Nia. Trận này sẽ là một trận phũ phàng đây. Anh đã cấp giáp trước. Vâng, giáp trước là chuẩn rồi. Đẩy đi, điểm số Tiểu Bạch Long đang cao nhất bản đồ. Vâng, công giáp đầy đủ luôn, đối thủ của anh. Vâng, thấy cây gỗ chặt dở, Tuti cầm AC. AC, vâng, chết ngay hai con nông dân này rồi. Khó cưỡng. Nhà BL thứ hai. Thế này Tiểu Bạch Long đánh chắc nhà luôn. Bài này là bài xứng đáng được chắc nhà. Vâng, cung T tới thì cũng đã quá muộn. Nén thôi. Hai dân với AC. Mất một chút lực. Trong cánh sẽ là ai? Vâng, là ai thì là, nhưng chắc chắn là Tiểu Long sẽ quay chết Tuti trước. Người cầm cung tuyển bên phía team Thái Bình. Vâng, đây rồi. Địa điểm làm ăn của Tuti đã bị phát hiện. 2L đều luôn. Tiếp tục tìm. Vâng, dân ăn hoang của Tuti. Có chọc không? Tôi nghĩ là chọc được. Với con ngựa giò này vẫn còn tiết. Vâng, như vậy cho son trong cánh của Tuti. Đó chính là Hoàng Mai Nhi. Vâng, váy vàng của Tiểu Bạch Long bị công vào. Hai nhà ngựa đã chuẩn bị ra. Sóc tiếp tên nữa. Một con về bảo vệ váy vàng, một con sẽ công lên nhà của Tuti ngay. Vâng, con ngựa giò của Hoàng Mai Nhi đang làm cho Tiểu Bạch Long rất mất tay. Làm một nháy thôi. Váy vàng có cần phải bao bế không? Anh chưa có gỗ đóng phủ. Vâng, tiếp tục vào tơn nhà BL thứ hai. Nếu cho son, xin lỗi các bạn, với IA thì việc đều như nhà BL. Vâng, Hoàng Bánh Nhi ăn hoang rất cao và đây là bài dâng L của Hoàng Bánh Nhi. Tiểu Bạch Long cần phải cẩn thận khi Hoàng Bánh Nhi công vào. Dân bãi quả phụ của Tiểu Bạch Long không để ý, dường như đã ăn hết rồi. Anh phải để ý tơn này, chuẩn luôn. Vâng, chém lao thẳng vào bãi vàng của Tiểu Bạch Long. Về thủ bãi vàng thôi. Chết nhiều dân thì Tiểu Bạch Long cũng không sóc đều những cái tơn chém của mình. Vâng, Tuti bắt đầu có những con cung R. Tiểu Bạch Long cần phải rất cẩn thận. Khi Tuti đẩy cung R ra thì bãi ruộng của Tiểu Bạch Long sẽ tủ. Đây là bài bo chống chém của Tiểu Bạch Long, không phải là bài bo chống cung. Như vậy là Hoàng Mai Nhi đã thiêu hai con chém và ăn được rất nhiều dân của Tiểu Bạch Long rồi. Tham gia của Tiểu Bạch Long hiện tại chỉ còn 23/44. Và chúng ta cùng chờ xem liệu... Vâng, tôi nghĩ rằng là game thủ Hoàng Mai Nhi trận này sẽ làm một bài đánh dâng L và ở nhà thủ phù, thủ phù. Dâng L thủ phù là bài chuẩn rồi. Vâng, bắt đầu Tuti đẩy quân ra, Tiểu Bạch Long sẽ phế nếu Việt không sang cứu. Vâng, Tiểu Bạch Long chết khá nhiều dân, các bạn có thể thấy. Chỉ cần bãi vàng bo bế vào thôi là xong, nhưng anh không bo bế. Vâng, bãi ruộng đã bị Tuti công vào, tôi đoán từ trước rồi. Hoàng như tù vàng, nhưng anh cũng quấy được Tiểu Bạch Long rất nhiều. Tham gia Tiểu Bạch Long đột nhiên phế dần đều, có trận kích đời sớm. Sớm nhưng không chắc. Anh lại đánh theo kiểu chỉ cần bãi vàng bo bế kín thôi, thế là ngon. Nhưng không, Tiểu Bạch Long không làm như vậy. Điều đến giờ vẫn chưa thấy xuất binh, không hiểu là anh đang ở đâu. Vâng, màn hình máy của Tôm 37 đánh, vâng, đánh chén Ezit, đánh chén thủ phù. Gunny đã bắt đầu đẩy cung ra. Cung của Gunny là cung Summerian. Vâng, Tôm thì đối đầu với Gunny luôn. Gunny chuyện này lại đánh cung thẳng rất phiêu. Vâng, còn đây là nhà của màu 8 Tứ Bất Tử. Tứ Bất Tử cầm IA và anh đang đánh rất nhiều phù thủy thủ ở nhà IA trong cánh của Gunny. Tiếp tục, vâng, như vậy là hai người ngoài cánh của Hà Nội đều đánh cung cả, còn hai người ở trong cánh chém ra ngoài. Tiểu Bạch Long tham 17, anh đang công ở nhà Tuti, nhưng nhà anh đã tan hoang rồi. Đây là 46 của game thủ Hoàng Lan. Hoàng Lan đang cùng với Tôm công lên nhà của Gunny. Vâng, bị bắt quân rồi. Chúng ta hãy theo dõi màn hình máy của Tôm. Vâng, Tôm chém cho nó phú. Tôm đang có tham 39/40, tham lạc đà của Egypt. Hơi nhiều gỗ, bắt đầu đóng A chăng? Vâng, sẽ bắt đầu đóng A. Tứ Bất Tử cùng với... Vâng, Tứ Bất Tử cùng với Linda đang công sang nhà của Tôm rồi. Tôm bắt đầu CA. Lạc đà vẫn xong đều. Vâng, ngựa của Hoàng Lan và ngựa của Gunny thì ngang phèo nhau thôi. Summer và Fo thì cũng chẳng có gì hơn nhau cả. Nhưng mà vâng, lạc đà của
Tôm có lợi thế đôi chút với chém Guia của Linda, nhưng vấn đề là Linda cầm Mia thì lực chém bao giờ cũng rất trâu, quan trọng là phải đông. Vâng, bây giờ Tôm đang bị Gunny đẩy. Tham lai của Tôm đang chỉ là 42/44. Vâng, đây rồi, Hoàng Lan đã tới rồi. Vâng, Linda đang bị Tôm và Hoàng Lan quay chết một đạo chém khá to. Hoàng Lan trận này cầm Phoenician trong cánh. Vâng, sẽ là khá khỏe nếu như Hoàng Lan phát triển to. Một cái kẽ rừng này thì Tôm thiêu lạc đà và là hơi phí. Hoàng Lan cần phải đẩy quân cao lên. Vâng, đẩy sâu hơn thì mới có thể ăn được. Nhà BA thứ hai dành cho game thủ Tôm. Egypt mà lên được cung A là khỏe lắm rồi. 39/44 là của game thủ Tôm. 6 là của Tiểu Bạch Long. Vâng, Tiểu Bạch Long phế hơn cả Hoàng Lan, phế hơn cả game thủ Tư Bất Tử hay là Hoàng Mai Nhi. Trận này cầm Mia mà anh không bằng cho Son rồi. 70 là của game thủ Hoàng Lan. Vâng, lúc này Tôm đang cùng với game thủ Hoàng Lan đẩy dần nhà Tư Bất Tử. Tư Bất Tử mới là người, vâng, phải nói là nguy hiểm nhất. Cho Son của game, vâng, cho Son của Hoàng Mai Nhi sẽ bơm đồ Tư Bất Tử nhảy 4 là cái chắc. Đó là cái điều mà cần phải xem xét lại. Cần phải xem xét tham lai thật kỹ để xem Tư Bất Tử đã âm đồ chưa. Nếu Tư Bất Tử âm đồ rồi thì các bạn có thể thấy rằng là chắc chắn IA sẽ nhảy 4. Một bài IA mà nhảy 4 thì cực kỳ phũ. Vâng, lùi lại phía sau thôi, chờ game thủ Hoàng Lan lao lên. Vâng, Superman. Tham lai của Tôm đang giảm xuống tứ tử luôn. 44/44. Hoàng Tôm đang thiêu những con lạc đà của mình và những con chém của IA. Vâng, Hoàng Lan đang đứng ở trên dốc. Hoàng Lan cần phải, vâng, như vậy là Gunny đang sang đỡ nhà Tư Bất Tử. Dường như Tư Bất Tử chuẩn bị nhảy 4 rồi. Vâng, Tư Bất Tử sẽ nhảy 4 khi mà anh cần cầm Mia và nhận đồ từ Cho Son của Hoàng Mai Nhi. Tuti sẽ cân cánh bên ở bên kia khi mà bây giờ Tiểu Bạch Long đã phế rồi. Vâng, Tôm đang chém cuối và đảo cho công hiến cho Hoàng Lan rất nhiều. Tham 11 là của Tiểu Bạch Long. Còn đây là 83 của game thủ Chi Chi, tức Hoàng Lan. Hoàng Lan đang phải sang đỡ nhà cho Babylon của VietnM khi cung AC đã bắt đầu đẩy vào rồi. Tham lai của Hoàng Lan vẫn đang là 8x. Vâng, rất nhiều phù, các bạn có thể nhìn thấy rất nhiều phù của game thủ Linda. Bây giờ sẽ bị bắn hạ luôn. Như vậy là Hoàng Lan sẽ đẩy luôn lên nhà Tuti để Tuti giảm lực. Đi cùng với những con chém. Vâng, đi cùng với những con chém của game thủ Tiểu Bạch Long còn sót lại. Chúng ta sẽ cùng trở lại với màn hình của Tôm. Tôm tham 47, anh sóc cung hay là sóc gì đây? Đã âm đồ hay là chưa? Vâng, cần phải xem đã âm đồ chưa. Điều quan trọng nhất là như vậy. Nếu bị âm đồ thì chứng tỏ Linda sẽ nhảy 4. Khi mà Gunny đang thủ toàn tập cho Linda. Thế này bên phía quân bên phía của Thái Bình đẹp hơn một chút. Vâng, tham lai của Tôm đã dần dần lên 5x rồi. Các bạn này, một trận đầu cánh chém và chuyển cung rất hay của game thủ Tôm. Vâng, Gunny. Đây là những con, vâng, lạc đà của Tôm đã chém 4. Vâng, Tư Bất Tử đang đi ăn rất nhiều bãi quả hoang ở ngoài, dường như anh có ý đồ nhảy 4 rồi. Vâng, vẩy e, không có gỗ. Rất đáng tiếc. Linda sẽ nhảy 4, chắc chắn là như vậy rồi. Vâng, 14 là của Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long bắt đầu lọt vào nhà của Tuti rồi. Vâng, có 3 con ngựa chém lọt vào nhà Tuti, thế là quá ổn. Đây là 107 của game thủ Hoàng Lan. Hoàng Lan đang có điểm rất cao. Vâng, ăn được rất nhiều dân của Tuti.
Đúng là Tuti luôn là như vậy, rất phũ phàng nhưng lại mong manh và dễ vỡ. Cabessi ngoài cánh khá to rồi nhưng anh bây giờ không phải to hơn được nữa khi mà bị quấy liên tiếp như thế này. Chúng ta đến trở lại với màn hình của game thủ Tôm. Tôm là có thao 54/56. Vâng, bắt luôn nhà màu 7. Nhà màu 7 thì nhà chính không thể có ruộng. Vâng, Hoàng Lan và Tôm đang rất phũ phàng. Gunny và cả Tuti cũng vậy, không phải là những tay phát triển to, quá to trong team Hà Nội, mà cái nhiệm vụ đó dành cho game thủ Linda và Hoàng Mai Nhi. Đây là hai tay bán máu cực kỳ chuẩn xác. Bơm đồ cho Liaga. Vâng, Tôm trận này vừa chém tốt vừa bơm đồ giỏi. Quá hay. Một trận cầm Egypt bá đạo. Vâng, Hoàng Lan đã úp chết luôn nhà của Gunny rồi. Tham lai của... Vâng, Tiền Vệ Long đã hồi lại được một chút. 110 là của Hoàng Lan. Nhà Việt BM thì sao? Vâng, Hoàng Lan đang kéo quân sang nhà Việt BM. Vâng, đã nhìn thấy màu 8 của Linda. Linda đang ăn vàng. Vâng, như vậy nhà của Việt BM đang bị ốp. Cả Linda, vâng, cần phải tìm nhà A của Linda ngay. Linda có lẽ sẽ nhảy 4 rồi. Và đang đi ăn hoang vàng, cả ăn hoang vàng và cả ăn hoang thực nữa để có thể sóc được những con hot. Cục diện trận đấu sẽ thay đổi nếu như IA nhảy 4. Vâng, nhà của Gunny đang chạy dân, dân Summer khá trâu tiết, 40 tiết, nhưng thời điểm hiện tại thì cơ sở đã không còn. Vâng, Hoàng Lan cần phải nâng cấp bản đồ khi mà tham lai của anh đã là 123/120. Châu cung R hay là cần... Vâng, vấn đề là anh phải đào vàng. Vâng, đào vàng thêm thôi. Vẫn đang điên cuồng cấy ruộng để bơm đồ cho đồng đội. Khá hay. Tôm đã có tha mà 55/56. Vâng, như vậy là Hoàng Mai Nhi quyết rồi. Một trận thắng khá thuyết phục của Thiên Thái Bình nhưng cũng mất rất nhiều thời gian. Hoàng Lan một trận Tôm, cánh Hoàng Lan và Tôm trận này quá khỏe. Tiểu Bạch Long là người đánh rất lỗi. Nhưng may mà đồng đội của anh đã cõng được quả quả tạ Tiểu Bạch Long rất nặng. Vâng, cầm IA kích đời 10 phút 21 xong cuối cùng lăn ra chết. Vâng, một cái chết rất từ từ. Chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 3 trong trận đấu đầu tiên ngay sau đây.